tự tin trong giao tiếp sẽ làm cho bạn cảm thấy mình nhỏ bé, cho nó hạn chế nhiều cái mối quan hệ trong xã hội. Mình tên là Jennifer Gay. Jennifer giúp cho rất là nhiều anh chị em người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh và tạo nên phong cách sống mà mình mong muốn. Trong cái video này, bạn xem đến cuối cùng thì Jennifer có một cái món quà cho bạn để bạn có thể tập được sự tự tin thể hiện qua ngôn ngữ của cơ thể. Bạn xem đến cuối video này sẽ nhận được món quà đó nhé. Bạn nhớ nhấn nút subscribe để theo dõi những video về kinh doanh của Jennifer nhé. Trước đây khi mới qua Mỹ thì bản thân của Jennifer rất là nhút nhát. Mình là di dân, chưa đạt những thành công trong xã hội, còn trẻ tuổi vân vân. Và nó làm cho Jennifer rất là tự ti về bản thân mình khi mình giao tiếp với người khác. Và từ đó Jennifer đi tìm cái cách làm sao mình có thể tự tin hơn. Và qua cái cách Jennifer rèn luyện thì cho phép Jennifer có thể tự tin đứng thuyết trình trước hàng ngàn người. Hôm nay Jennifer sẽ chia sẻ cho bạn 5 cái bí quyết mà bản thân Jennifer đã áp dụng. Bí quyết thứ nhất đó là mình phải hiểu được bản thân mình, lợi điểm của mình là gì. Và đa phần mọi người thường hay để ý vào những cái yếu điểm của mình, rồi mình đeo cái yếu điểm của mình lại so sánh với cái lợi điểm của người khác. Đâm ra mình thấy người ta quá giỏi mà trong khi mình quá dở. Cho nên mình cần phải thay đổi cái cách nhìn đó. Và mình phải biết tất cả mọi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, đều có điểm mạnh và điểm yếu, và bản thân mình cũng vậy. Cho nên khi mình nói chuyện với một người nào đó, mình cũng hiểu được mình có điểm mạnh, mình có điểm yếu và điểm mạnh của mình là gì. Và người đối diện họ cũng có điểm yếu giống như mình. Và chính vì hiểu được cái điều đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bạn sẽ không cảm thấy áp lực khi nói chuyện với một người nào đó quá giỏi, hoặc là mình nghĩ họ quá giỏi, mình nghĩ mình quá dở. Cho nên đó là cái bí quyết mà Jennifer tự dặn trong lòng bản thân mình là ai cũng có điểm mạnh và ai cũng có điểm yếu, và mình có quyền phát huy điểm mạnh của mình khi mình nói chuyện với người đối diện. Nó cho mình được cái sự tự tin để mình không đem cái điểm yếu của mình đi so sánh với điểm mạnh của người khác. Điều thứ hai đó là quan tâm đến người khác. Có thể là bạn nghĩ nó rất là lạ, làm sao tại quan tâm đến người khác thì lại liên quan đến cái việc cho mình cái sự tự tin. Và đây là một cái bí quyết mà Jennifer cũng áp dụng cho mình. Đó là thường thường mình thiếu tự tin là bởi vì mình không biết nói cái gì. Mình nghĩ mình tạo cho mình một cái áp lực là mình phải nói cái gì đó nó thật là thông minh, lời nói nó phải thật là sắc bén, nó phải thật là hay, nó phải như thế nào đó. Cho nên tự mình đã trao cho mình một cái áp lực mà mình không cần phải đưa vào. Vậy thì khi mình quan tâm đến cái người đối diện, có nghĩa là mình sẽ đặt nhiều câu hỏi cho cái người đối diện hơn, để người đối diện đó nói về bản thân họ. Thì khi mà một cái cuộc nói chuyện mà bạn giao tiếp với họ mà cái người đối diện họ nói về bản thân họ hơn, thì bản thân bạn không cần phải nói nhiều, và bạn lắng nghe, quan tâm đến người đối diện, sở thích họ như thế nào, công việc họ như thế nào, cuộc sống họ như thế nào. Thì khi mà bạn quan tâm như vậy, nó mang đến cái năng lượng của cái cuộc nói chuyện đó. Người đối diện sẽ rất thích bạn bởi vì bạn cho họ thấy được là bạn biết lắng nghe, bạn quan tâm đến suy nghĩ của họ. Và về phần bạn, bạn không cần phải có áp lực nói cái gì đó hay. Điều thứ ba là bạn nên thúc đẩy bản thân mình đi đến những cái sự kiện, những buổi hội thảo, những nơi gặp gỡ nhiều hơn. Và bạn hãy quan sát cái cách mà cái người nói chuyện, cái điều gì làm cho họ thu hút, cái điều gì làm cho họ tỏa sáng cái sự tự tin đó. Giả tỷ cái ngôn ngữ cơ thể của họ là gì? Khi họ nói họ thẳng lưng, vai họ hạ xuống, mắt họ nhìn thẳng vào người đối diện một cách rất là ân cần. Qua cái cách bạn quan sát cái ngôn ngữ cơ thể của một người nói chuyện tự tin như thế nào, bạn có thể về đứng trước gương để bạn tập cái ngôn ngữ đó. Đó giao tiếp hay là một cái kỹ năng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên
đừng ngại việc phải đứng ngay trước gương một mình để mình tập cái cách đi, cách đứng, cách nói như thế nào. Và nếu mình là người đối diện thì mình có thích cái người đang nói đó hay không, mình có thích bản thân mình ở trong cái gương đó hay không. Có thể một vài lần đầu tiên thì bạn sẽ không hài lòng, nhưng sau nhiều lần tập và nhiều lần thực hành thì bạn sẽ thấy cách mình nói chuyện sẽ trở nên tự tin hơn. Điều thứ tư là hãy dành mỗi ngày 15 đến 30 phút để bạn đọc một tin tức gì đó, bạn đọc một quyển sách gì đó, cho bạn thêm một cái lượng kiến thức, nhân rộng thêm cái lượng kiến thức vào cho mình. Và tự nhiên nó sẽ cho bạn một cái sự tự tin khi bạn nói chuyện, giao tiếp với những người ở nhiều cái ngành nghề khác nhau. Và cái bí quyết cuối cùng đó là quản lý cái tốc độ của mình khi mình nói chuyện, lời nói chậm chạp từ từ. Bởi vì khi bạn không quản lý thì lời nói nhanh quá làm cho bạn cảm thấy là mình, suy nghĩ của mình chưa đi kịp với cái lời nói của mình. Và có thể bạn sẽ thấy mình vấp nhiều lần, hoặc là mình nói nhiều cái điều mình nói ra mà mình không có ý định nói như vậy. Cho nên để có được cái sự tự tin đó, bạn tập nói lời nói từ từ và quản lý tốc độ của mình vừa phải trong cái cuộc nói chuyện đó. Và một cái bonus cuối cùng rất quan trọng, bạn phải cố tình luyện tập thường xuyên những cái kỹ năng này. Và bạn sẽ thấy càng ngày càng tự tin hơn. Bạn sẽ thấy có nhiều cái mối quan hệ mà trước đây bạn tưởng chừng như không thể xây dựng được, hoặc là bạn có thể thăng quan tiến chức, được nhận những cái công việc mà trước đây mình nghĩ là mình không có thể có được. Và lúc nãy Jennifer có nói về phần ngôn ngữ cơ thể thể hiện ra được cái sự tự tin. Vậy ngôn ngữ cơ thể là gì? Làm sao bạn có thể thể hiện được cái sự tự tin của bạn qua cái ngôn ngữ cơ thể? Từ đó cái người đối diện có thể đón nhận được cái tín hiệu của cái sự tự tin của bạn. Jennifer có một cái bài viết tặng cho bạn miễn phí để bạn tập về cách làm sao mình có thể phát huy cái ngôn ngữ cơ thể của mình để nó tạo nên cái sự tự tin trong tất cả các cuộc giao tiếp. Bạn hãy bấm vào đường link www.jenniferphuonggay.com/141. Bạn sẽ nhận được bài viết của Jennifer gửi tặng bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi video của Jennifer. Trước khi video kết thúc, bạn hãy nhấn nút subscribe và comment dưới đây cho Jennifer biết được cái video này đã giúp được cho bạn như thế nào. Jennifer rất muốn nghe sự thay đổi và phát triển của bạn qua từng cái video mà bạn học được. Jennifer hẹn gặp lại bạn ở video kế đến nhé.